có một tin mới tại trạm thu phí BOT Ninh Xuân thuộc thị xã Ninh Hòa, tỉnh Ninh Hòa mọi người nhé. Xin chào bà con nghe, xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ quay trở lại về một câu chuyện khác tại trạm BOT Ninh Xuân. Hôm qua thì ngày 11 tháng 2 2020 thì trên đường mình đi chơi từ Nha Trang lên Đắk Lắk. Khi xe mình tới ngay trạm thu phí BOT Ninh Xuân thì mình thấy một tổng tài xế đang phản đối việc thu phí tại trạm này, phản đối rất là quyết liệt. Cái sự việc như thế nào thì bây giờ mình sẽ quay cho mọi người biết nha. Sao anh? Bị quá hả? Không bị sao vậy? Đây là biểu tình phải dỡ cái trạm này về trạm trên kia. Là phải dỡ, đường này là đường hiện hữu của cha ông để lại. Nó có quyền gì nó lấy tiền. Nên như anh em bên đó là tuyên truyền với tài xế về đây, đừng qua, đừng có mua vé. Anh em ở đây giúp đỡ. Dù sao nữa anh em cùng dầm mưa dài nắng là đóng trại bên kia. Là không thu tiền á. Giang xe bên cũng cho xe chạy mà có người. Bỏ coi ít nói luôn. Hình như thu tiền bên kia đồng ý hay sao? Đi nhưng đồng ý thu tiền đồng ý sao bọn xe bén kìa. Cái vụ là nhiều khi chạy lưu chạy tới cả ngày á hả? Chạy lưu chạy tới cả ngày chịu hay sao? Ví dụ chạy lưu chạy tới có camera bấm rồi mà không đưa tiền sao được phải không? Không biết nữa, không biết sao làm giấy tờ như thế nào đó chứ. Trước này chiếc xe bén nữa nè, hai chiếc luôn á. Hỏi thứ hả? Hỏi gì? Mày thật cho chạy đâu mà hỏi nữa. Tiếp tiếp ghê quá à, đang ngủ mà. Đang ngủ nữa. Coi có gì nè, kiếm miếng nước uống rồi nè. Cho chạy thì cái gọi hai chiếc, cái hai chiếc cũng dừng lại cái đâu có cho đi đâu. Sau kia nó chạy tới kia kìa. Xe quá trời đất luôn. Biển ơi, biển cổ ơi, biển cổ xảy ra rồi bà con ơi. Rồi, năm mấy điện tối luôn bà con ơi. Bà coi ít nổi luôn. Khi nào được đi rồi? Ủa đầu kia mở bằng cho đi á, xe nào đi mà đi chứ. Hình như là cái đồi xe này nó kiềng cái gì đó sao này. Hình như đồi xe bén thì kiềng gì tổng gì đó sao. Mở bằng cho mình đi kìa. Hình như kiềng tổng cái gì đó sao, là quả sổ qua đâu gì biết. Không đi, hẳn đi đâu đó thôi mà. Thằng làm những việc xe không bừa bơ ấy à. Chắc đâu kia, đâu kia đó. Yêu cầu chạy muốn chạy kia. Ý như thu tiền mà hắn chịu thu rồi, hắn chịu đậm quá sao á. Hắn chịu đắng mà giờ có hắn thua rồi má. Mà hắn chịu đi thôi, hắn chịu xe sau kia. Ừ.
trạm thu phí này là thu phí gì nhỉ? Trạm thu phí ở Ninh Hòa hả?